tử vi về thế giới tâm linh. Tại sao có người giàu kẻ nghèo hèn? Về bố thí là mở rộng những tấm lòng ban phát cho những người nghèo hèn, khốn khổ về thực phẩm, quần áo, thuốc men, hay là tạo sinh kế cho người cơ nhỡ, thất nghiệp. Cúng dường là dân cúng phẩm vật lên những bậc tu hành với lòng kính trọng, tâm nguyện chí thành, thì tất cả những phước báo tốt đẹp trong hiện tại và tương lai, nó đều nhờ vào sự gieo trồng phước đức bố thí và cúng dường này. Về Phật thử có nói, tại sao người giàu sang kẻ nghèo hèn, thì người Phật tử phải hành trì như thế nào để không còn nghèo khổ nữa? Về siêng năng làm việc, biết tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí. Về thầy trả lời là phải biết siêng năng làm việc, biết tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí, và biết giúp đỡ, chia sẻ mỗi khi cần biết. Bố thí và cúng dường là nhân lành để kết hoa trái ngọt, phước báu giàu sang phú quý trong hiện tại và ở mai sau. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì nhiều người khá giả giàu có là nhờ phước đức về báu bố thí cúng dường, và ngược lại, những người không biết san sẻ và giúp đỡ nên hiện tại rất nghèo hèn và có tài sản ít ỏi, dù quanh năm vất vả và nhọc nhằn lao nhọc. Và trong các đối tượng thọ nhận bố thí và cúng dường thì các bậc sa môn với những người tu hành chân chính xứng đáng nhất, bởi các vị ấy luôn biết buông xả và giúp đỡ mọi người. Họ đã hiến đời mình cho lý tưởng giác ngộ và dấn thân làm cho đạo đời càng thêm tốt đẹp hơn. Ngoài là ruộng phước điền tối thượng để tất cả chúng sinh gieo trồng phước đức để hoàn thiện về chính mình. Nhưng tuy nhiên, không vì thế mà người bố thí và cúng dường hướng đến những vị đạo cao đức trọng mà bỏ quên những người bất hạnh hoặc là kẻ nghèo, hèn, thiếu thốn, khó ăn. Chính sự phát tâm và bố thí rộng rãi, nó tùy duyên, không phân biệt, không cố chấp mới là người thật tâm bố thí, nên phải hưởng thành quả an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Với nhiều người vẫn thắc mắc về những hiện thực dường như nhân quả chẳng công bằng một tí nào, với những kẻ bất nhân không đạo đức, làm ăn phi pháp, tham nhũng, lừa gạt, tạo nhiều oan trái trong xã hội nhưng vẫn giàu sang và có nhiều thế lực và tài sản lớn hơn rất nhiều người khác. Và bố thí là mở rộng những tấm lòng ban phát cho những người nghèo hèn, khổ nhục về thực phẩm, quần áo, thuốc men, hay tạo kế cho người cơ nhỡ, thất nghiệp. Và cúng dường là dân cúng phẩm vật lên những bậc tu hành với lòng kính trọng, tâm nguyện chí thành, và tất cả những báo phước tốt đẹp trong hiện tại và tương lai, nó đều nhờ vào sự gieo trồng phước đức bố thí và cúng dường này. Chúng ta nên nhớ rằng sự giàu sang ấy, nó là dư báu những việc làm tốt của họ và từ nhiều kiếp trước, chứ không phải là do làm ăn bất chính trong đoạn đời này mà có được. Còn về nhân quả, nó mang tính cách ba thời quá khứ, về hiện tại và vị lai. Đồng thời, những người hiền lành, làm ăn lương thiện mà vẫn chịu sự bất hạnh, nghèo đói, thiếu thốn và khó khăn là do họ không biết bố thí và cúng dường, chứ không phải vì họ lương thiện mà chịu thua thiệt và nghèo đói. Còn về phần nghèo là không biết gieo nhân bố thí và cúng dường. Từ ngày xưa, khi mẹ chúng tôi còn sống, mỗi lần nấu cơm cho gia đình ăn, bà lấy một ít gạo bỏ vào cái hũ để ở góc bếp, đi chợ về còn ít tiền lẻ, mẹ bỏ vào cái hộp và bà giải thích rằng bớt đi một vài nắm gạo, một bữa ăn của cả nhà cũng không đến nỗi thiếu, nhưng có cái để dành mà giúp cho những người cơ nhỡ lỡ đường, nếu không làm vậy thì muốn giúp đỡ người cũng khó. Vì nhiều khi muốn giúp lại không sẵn có gạo tiền, mẹ tôi dạy rằng việc bỏ gạo vô hũ chính là tích tâm đức, là làm phước. Mẹ còn dạy khi đi ra đường nên mang theo ít tiền lẻ trong túi để khi cần thiết có cơ hội giúp đỡ người khốn khó.
Nếu chim ăn hết vì ăn, không ăn thì sẽ chết đói, cho nên nó dễ dàng bị con người tìm đủ mọi cách để bắt chúng. Và con người cũng vậy, phải suốt ngày làm việc nhọc nhằn vất vả, chạy ngược chạy xuôi để kiếm ra đồng tiền mà nuôi sống về bản thân và gia đình. Trong mấy chục năm sống giữa trời đất, thử hỏi con người chúng ta có bao nhiêu thời gian để sống cho được thoải mái đây. 6 tuổi đã phải vào lớp học, cho đến khi khôn lớn và trưởng thành lấy vợ hoặc lấy chồng rồi sinh con đẻ cái để duy trì giống nòi và nhân loại. Và để duy trì mạng sống, ta phải làm việc cho đến khi nào già, bệnh, chết thì mới thôi. Và người có phước thì được hưởng chế độ lương hưu, kẻ thiếu phước thì chật vật bươn trải kiếm sống trong khó khăn với đời người. Nếu sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Và người nghèo quá thì dễ sinh ra những hành động thấp hèn, không có niềm tin về nhân quả, cho nên sẽ oán trời, oán đất, đổ thừa cho gia đình, người thân và xã hội. Nghèo khó dễ đưa đẩy con người vào đường xấu xa và tội lỗi, vì sự thiếu thốn những nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày. Còn người Phật tử chân chính thì cần phải biết rằng giàu hay nghèo đều là do nhân quả xấu tốt đã gieo hạt từ trước, cộng với hiện đời không biết siêng năng, chịu khó học hỏi và làm việc tích cực. Và nghèo khó là do không biết gieo nhân thiện để giúp người cứu vật khi cần thiết, lại còn ăn chơi phóng túng sa đọa, không tin sâu vào nhân quả nên thường xuyên làm cái việc xấu ác là nguyên nhân dẫn đến phá sản. Dân gian thường nói bần cùng sanh đạo tặc là câu tục ngữ luôn gian rằng chúng ta phải cố gắng gieo trồng phước đức bằng cách là làm lành tránh dữ, tích công bồi đức, nhờ vậy mà không bị rơi vào hoàn cảnh túng thiếu và ngoài nghèo khó. Nhưng trong nghiệp báo thì không chỉ có những điều riêng mỗi gánh chịu hay còn gọi là bệnh nghiệp, mà còn có một cộng đồng xã hội hay một gia đình phải cùng nhau gánh chịu hậu quả tốt hay là xấu gọi là cộng nghiệp. Có người cho rằng nghèo hay giàu đều có những nỗi khổ riêng. Chẳng ai có thể bình yên hạnh phúc giữa cuộc đời này nếu như người giàu có biết sống tốt và tin sâu vào nhân quả, thì họ sẽ không tự mãn mà còn tìm cách san sẻ giúp đỡ người khác khi có nhân duyên. Bố thí và cúng dường là pháp tu để phát triển về lòng từ bi, gieo trồng phước báo trong hiện tại và mai sau. Đặc biệt là ai cũng thực hiện được pháp tu này. Nếu chúng ta không có tài sản để bố thí và cúng dường thì phát tâm tùy hỷ vui theo người làm phước. Người vui thì theo xả được tâm ganh ghét tật đổ, người bố thí thì được giàu có. Về thứ ba là siêng năng học hỏi làm việc và tiết kiệm sẽ dẫn đến hiệu quả giàu có trong cuộc đời. Thường người nghèo ít học, thiếu hiểu biết nên dễ dàng làm những điều sằng bậy vì họ không tin rằng luật nhân quả. Họ không hiểu tại sao người khác giàu có mình lại nghèo. Nghèo là do không biết bố thí cúng dường, hiếu dưỡng với cha mẹ hoặc là giúp đỡ chia sẻ khi người bất hạnh và khó khăn. Còn luận về nhân quả, giàu nghèo đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Không có gì bỗng dưng khi không chúng ta lại nghèo. Người nghèo khó hiểu biết quá suốt tháng, nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt sau, không có tiền để vui chơi giải trí, chỉ có lấy việc chăn gối làm đầu, nên họ thường đông con là vậy. Và họ không biết cân nhắc cái xếp cách thức ổn định kinh tế gia đình từ buổi đầu. Với những người giàu có thường rất khôn ngoan sáng suốt, khi chưa thành tài họ luôn cố gắng vừa học vừa làm, chịu khó siêng năng cần mẫn. Khi ổn định công ăn việc làm thì đời sống kinh tế tương đối khá giả, thì họ mới tính đến chuyện trăm năm xây dựng gia đình, sinh con và đẻ cái. Còn người nghèo thì bố thí bằng lời nói an ủi, động viên giúp đỡ người khác. Còn thấy người bệnh thì mình thăm hỏi hoặc chăm sóc, nếu có thời gian thì đến chùa làm công quả. Như vậy giàu nghèo gì cũng có thể bố thí được. Chúng ta có thể bố thí về lời nói, bố thí về tấm lòng hoặc
tùy hỷ với việc làm tốt của người khác để tích lũy phước báu về sau cho chúng ta và con cháu mai sau của chúng ta. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.